Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên S-Channel. Và trong ngày hôm nay, thứ 6, mùng 1 tháng 11, chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp lại những tin tức nổi bật nhất và không thể bỏ qua có trong ngày nhé. Và tối ngày hôm qua, 31 tháng 10, thì Hương Giang đã chính thức quay trở lại đường đua V-pop với sản phẩm âm nhạc được mang tên Anh Ta Bỏ Em Rồi, với chuyện tình drama tay 4 đầy phức tạp và ngay lập tức thì đã khiến cho cộng đồng mạng xôn xao. Câu chuyện tình đầy drama của bộ ba Giang, Jack, Hân vẫn tiếp tục được thể hiện trong MV Anh Ta Bỏ Em Rồi. Tuy nhiên thì trong phần 3 của Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh thì một nhân vật mới đã xuất hiện, đó chính là Philip, em trai Mưa, đã giúp Hương Giang xoa dịu nỗi đau bị giật bồ và đồng thời tiếp tục để lại một cái kết mở hé lộ cho phần 4 cũng như là tiểu tam Hân. Vẫn đang lên kế hoạch để phá hoại hạnh phúc của bản thân một lần nữa. Được biết, MV ngay tại thời điểm công chiếu đã có hơn 100.000 lượt xem trực tuyến, gấp 10 lần so với lượt công chiếu của MV tiền truyện là Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh 2. Đó là Em Đã Thấy Anh Cùng Người Ấy. Sau hơn 12 giờ phát hành thì MV Anh Ta Bỏ Em Rồi đã leo lên thẳng vị trí top 2 trending YouTube và nhận về hơn 4 triệu lượt xem với hơn 277.000 lượt thích và hàng chục ngàn bình luận. Hiện tại thì MV mới của Hương Giang đã được dự đoán là sẽ sớm xoán ngôi top 1 trending của Nguyễn Trần Trung Quân với MV Tự Tâm. Mặc dù là nhận về khá nhiều lời khen từ những người hâm mộ, tuy nhiên thì đối với những khán giả trung lập thì đa số lại bày tỏ sự thất vọng và hơi hụt hẫng khi mà đã chờ đợi quá lâu để rồi cuối cùng phần 3 này chỉ là một câu chuyện kéo dài từ phần trước. Một số người khuyên Hương Giang thay vì ra MV như vậy thì nên làm hẳn một bộ phim drama luôn đi cho trọn vẹn, hay là nặng nề hơn thì có những bình luận cho rằng MV lần này không hay như là hai sản phẩm tiền truyện và lê thê chẳng khác nào một series cô dâu 8 tuổi cả. Tuy nhiên thì dựa trên những thành tích ban đầu thì có thể thấy rằng Anh Ta Bỏ Em Rồi tiếp tục là một MV thành công của Hương Giang và ekip đã thực hiện. Trong khi MV Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh phần 3 vẫn đang gây sốt thì Hương Giang đã chính thức hé lộ những thông tin mới cho phần 4. Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ đã tiết lộ rằng Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh sẽ có 4 phần và nói rằng cứ để cho mọi cảm xúc được đẩy lên cao nhất khi mà cái kết sẽ trọn vẹn nhất. Đồng thời thì Hương Giang còn hóm hình tặng các fan của mình một bài thơ với nội dung như sau: khi nào ăn chán bánh chưng thì Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh 4 được bưng ra liền. Dựa trên gợi ý này thì rất có thể phần cuối của Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh sẽ được ra mắt vào sau dịp nghỉ Tết tới đây. Ngày hôm nay mùng 1 tháng 11 thì Asus Expo 2019, siêu triển lãm công nghệ lớn nhất năm đến từ Asus, đã chính thức được khai mạc tại nhà thi đấu quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề là Incredible On, khai phóng điều phi thường nhân dịp kỷ niệm 30 năm Asus. Asus Expo 2019 là một sự kiện đánh dấu chặng đường 30 năm hình thành và phát triển của thương hiệu Asus trên toàn cầu. Triển lãm là nơi trưng bày và tái hiện các sản phẩm huyền thoại đã làm nên những cuộc cách mạng trong ngành công nghệ từ Asus, và đồng thời thì Asus Expo 2019 còn là nơi trình diễn những siêu phẩm của tương lai. Các phiên bản giới hạn được thiết kế để kỷ niệm mốc son 30 tuổi của những thương hiệu ví dụ như là ZenBook Edition 30, ZenBook Pro Duo UX 581 hay là ROG Phone 2. Bên cạnh những sự xuất hiện của các sản phẩm thì Asus Expo 2019 còn tổ chức một giải thể thao điện tử Asus ROG Championship, đấu trường chân lý với tổng giá trị giải thưởng lên tới 125 triệu đồng, sẽ quy tụ 32 cao thủ trên toàn quốc tham gia tranh tài với sự góp mặt của các streamer, các game thủ nổi tiếng ví dụ như là Thầy Giáo Ba, Hoàng Virus hay là MC Minh Nghi. Triển lãm sẽ mở cửa đón khách liên tục trong 3 ngày là ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 tháng 11 năm 2019 tới đây với hàng loạt những hoạt động cực sôi nổi, hấp dẫn và ấn tượng. Ngày hôm nay mùng 1 tháng 11 thì đại diện phía công an tỉnh Đức Hòa, Long An cho biết đã lấy lời khai từ cô gái có tên là Võ Thị Diễm My để điều tra về vụ việc một nhóm người đã xông vào tỉnh thất Bồng Lai để đập phá tài sản và hành hung tu sĩ. Theo như Diễm My thì vào tối hôm 30 tháng 10, cô đã về lại tịch thất Bồng Lai và trò chuyện với các tu sĩ. Hay tin người nhà đến tịch thất để đập phá thì My đã từ Vũng Tàu quay về Long An để minh oan cho mọi người rằng cô không hề bị bắt cóc và giam giữ. Cô gái này cho biết thời gian ở lại quận Bình Tân thì nhiều lần cô đã xin ba mẹ cho đi tu nhưng mà không nhận được sự đồng ý. Diễm My cho rằng cô không mong bỏ trốn, bởi vậy trước khi đi thì có viết lại một lá thư để gửi cho gia đình với nội dung là đã đủ 21 tuổi và có quyền tự quyết định cuộc đời của mình, ba mẹ đừng đi tìm con. Bên cạnh đó thì Diễm My cũng nói rằng cô không theo trai hay là làm gái như là lời đồn trên mạng. Thời gian mà tịnh thất bị người nhà xông vào đập phá thì cô ở chơi nhà một người bạn tại Vũng Tàu và vài ngày sau mới hay tin và quay về. Đại diện phía tịnh thất Bồng Lai cho biết vào hôm 31 tháng 10 thì Diễm My đã lên trình diện công an xã Khánh Hòa Tây và công an đã chấp nhận làm thủ tục lưu trú cho Diễm My ở lại tịnh thất. Đại diện của tịnh thất đã chia sẻ rằng Diễm My có lòng hướng Phật, nếu em không có chỗ nào để đi tu thì tôi đồng ý cho em ở lại tịnh thất. Tịnh thất sẽ lo cho em ăn học và thậm chí đến ngày em lấy chồng. Hiện tại thì công an huyện Đức Hòa đang điều tra và xác minh
minh danh tính những người hành hung nam tu sĩ tới bị thương, cũng như là lấy lời khai những người có liên quan đến vụ việc này. Sau thành công của bản hit bài này Chill Fest thì mới đây, sản phẩm nhạc tiếp theo có tên là Vì Yêu Mà Đâm Đầu sẽ là sản phẩm đánh dấu sự hợp tác trở lại giữa Min và Đen Vâu. Và đặc biệt là lần này thì còn có thêm sự góp mặt của nam ca sĩ Justin T nữa. Và tối hôm qua 31 tháng 10 thì danh tính của hai nghệ sĩ sẽ cùng Min hợp tác cho lần này. Và tên ca khúc mới đã được tiết lộ, Đen Vâu và Justin T chính là hai nam rapper đình đám và hot nhất hiện tại sẽ cùng Min góp giọng trong ca khúc Vì Yêu Mà Đâm Đầu sẽ được ra mắt vào ngày 10 tháng 11 tới đây. Được biết thì cả Đen Vâu và Justin T thì đều đã từng có những sản phẩm hợp tác với Min trong quá khứ, nhưng mà để có sự kết hợp trong mơ cùng nhau để làm nên một ca khúc như thế này thì khán giả hoàn toàn có thể trông chờ vào một siêu hit mới trong V-pop sắp được ra mắt. Chỉ với một bức ảnh thì Min đã khiến cho màn comeback cuối năm của mình với Vì Yêu Nên Đâm Đầu nhận được sự mong chờ hơn bao giờ hết từ phía khán giả. Theo thông tin mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo và hướng dẫn thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2020 tới đây sẽ được tổ chức theo hướng là giữ ổn định về mặt cơ bản giống như năm 2019 vừa qua. Theo như đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thì kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 sẽ được tổ chức theo hướng giữ ổn định về cơ bản như là năm 2019. Kết quả sau khi thi sẽ được sử dụng làm cơ sở để phân hóa, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho các thí sinh và cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục, điều chỉnh quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong các trường phổ thông. Bên cạnh đó thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tăng cường chỉ đạo đổi mới các phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ ở các trường phổ thông theo định hướng là đánh giá năng lực và đảm bảo sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức của kỳ thi. Đặc biệt là công nghệ thông tin sẽ được ứng dụng vào trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức nhằm đảm bảo kết quả thông tin thông suốt, chính xác và kịp thời để phục vụ cho các công tác chỉ đạo và tổ chức thi. Các sở sẽ chuẩn bị sớm và đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi này thật tốt, xây dựng các phương pháp dự phòng để có thể xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức kỳ thi. Ngoài ra thì công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm phục vụ cho tình trạng làm giả văn bằng và chứng chỉ và cũng như là việc mua bán văn bằng chứng chỉ, tăng cường quản lý các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với việc sát hạch và cấp các loại chứng chỉ của các cơ sở giáo dục. Các bạn thân mến, vừa rồi là những tin tức của ngày hôm nay, những tin tức nổi bật có trong ngày 1 tháng 11. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé.